đồ đạc trong nhà của người Trung Quốc như bàn ghế, giường nằm đều là làm bằng ván cây, không như ghế salon và giường niệm của người ngoại quốc. Quý vị nên biết chúng ta ngồi ghế cây rất có ích cho mình, tuyệt đối có thể giúp ích cho thân thể khỏe mạnh. Bạn nhìn xem những người già ngoại quốc, tuổi tác của họ cũng không cao, mà lưng của họ đã còng như lưng gù vậy, cái dáng rất khó coi, đều là do ngồi ghế salon ngủ giường niệm mà ra. Văn hóa mấy ngàn năm của Trung Quốc nói rất có đạo lý. Không phải người Trung Quốc không biết ngồi ghế niệm rất thoải mái, nhưng chỉ là thoải mái một thời, không có ích cho thân thể khỏe mạnh của mình. Do đây mới biết người Trung Quốc đối với phương pháp dưỡng sinh thì hiểu được nhiều hơn người ngoại quốc, thì cao minh hơn người ngoại quốc. Đây là chỗ hay của văn hóa Trung Quốc. Bốn khoai nghi đi đứng ngồi nằm thì xin giảng đến đây. Bất luận thời tiết cũ cận, bất luận thời gian lâu hay mới, lâu thì gọi là lão tham, lão đồng tham tức là người tu lâu, mới thì gọi là người sơ học. Bất luận bạn là người tu lâu hay sơ học, phải niệm niệm bất xả, niệm niệm bất xả tức là không gián đoạn. Chúng ta thường gọi là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Thị danh chánh định chi nghiệp. Hai chữ chánh định này tức là niệm Phật tam muội. Còn trong kinh A Di Đà thì gọi là nhất tâm bất loạn. Chúng ta tu là tu niệm Phật tam muội, thuận bỉ Phật nguyện cố. Đây là A Di Đà Phật đối với nguyện vọng của chúng ta. Mười phương tất cả chư Phật và A Di Đà Phật đối với nguyện vọng của chúng ta đều là như nhau, gọi là thuận theo nguyện của Phật. Đây là chánh, chánh trung chi chánh, tức là cái chánh trong chánh. Nhược y lễ tụng đẳng, tức danh trợ nghiệp giả. Phần trước không nói tam nghiệp, còn ở chỗ này có nói đến tam nghiệp, thì chúng ta hiểu được trong tam nghiệp trì danh niệm Phật là cái chánh trong chánh. Quán tưởng là trong ý nghiệp, lễ lại là trong thân nghiệp. Chúng ta chuyên nhớ y chánh nhị báo trang nghiêm, chuyên lại A Di Đà Phật thì gọi là trợ nghiệp. Lấy hai điều này làm trợ nghiệp, nhất tâm trì danh là cái chánh trong chánh. Đại sư Thiện Đạo tại trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Thượng Phẩm Thượng Sanh Chương có dạy rất nhiều phương pháp niệm Phật, đặc biệt là chú trọng trì danh niệm Phật, cho thấy phương pháp trì danh niệm Phật đích thật là tất cả chư Phật Bồ Tát đều đề xướng. Trừ thử tránh trợ nhị hạnh dĩ ngoại, tự dư chư thiện tất danh tạp hạnh. Ngoại trừ tránh trợ nhị hạnh ra, tránh trợ nhị hạnh là chuyên tu,
Cho nên phần trước nói trợ hạnh đều từ trong chánh hạnh, là trong chánh mà ra, tức là cái tránh trong tránh và cái trợ trong tránh. Ngoại trừ tránh trợ nhị hạnh này ra, còn những thiện pháp khác. Những thiện pháp khác là tam phước cửu phẩm. Ở phần trước chúng tôi đã trình bày tam phước cửu phẩm là thuộc về tán thiện, điều gọi là tạp hạnh, cũng gọi là trợ tu. Nhược tu tiền tránh trợ nhị hạnh, tâm thường thân cận ức niệm bất đoạn, danh vi vô gián giả, mấy câu này rất phù hợp với trong kinh Lăng Nghiêm. Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát dạy phương pháp quan trọng niệm Phật cho chúng ta, đó là điều nhiếp lục căn tịnh niệm kế tiếp. Ở chỗ này dạy đích thực cũng là như vậy, bởi vì tam nghiệp thân ngữ ý chuyên nhớ chuyên hành y tránh trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới, cũng là phương pháp tu hành điều nhiếp lục căn tịnh niệm kế tiếp, thì gọi là vô gián. Vô gián tức là kế tiếp không gián đoạn. Nhược hành hậu tạp hạnh, phần sau sẽ dạy đến tu tạp hạnh, tức là tu tam phước và cửu phẩm vân vân, tức tâm thường gián đoạn. Trong tam phước dạy hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, lòng từ bi không giết, tu thập thiện nghiệp, thọ trì tam quy đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Tiếp theo nói đến tinh sâu nhân quả, đọc tụng kinh đại thừa, điều gọi là tu tạp hạnh. Tuy khả hồi hướng đắc sanh, bởi vì tam phước cửu phẩm đều là trong kinh Tịnh Độ nói, phàm là thuộc loại này đều gọi là tu tạp hạnh. Tu tạp hạnh cũng là thuộc về trợ tu, gọi chung là tránh trợ song tu. Nói tóm lại là lấy niệm Phật làm chánh tu, lấy tam nghiệp chuyên chú trợ tu, y tránh hai thứ trang nghiêm làm chánh hạnh. Ngoại trừ điều này ra, trong kinh luận còn dạy cho chúng ta tất cả phương pháp tu học đều là thuộc về tạp hạnh, đều là thuộc về trợ hạnh. Như trong kinh Vô Lượng Thọ, từ phẩm 32 đến phẩm 37 có nói đều là thuộc về tạp hạnh. Tu theo những tạp hạnh này có quan trọng hay không là quan trọng. Quan trọng ở chỗ nào? Là vì chúng ta không thể chuyên chú. Nếu mà có thể chuyên chú thì không cần tu tạp hạnh. Quý vị hãy nghĩ xem, thân ngữ ý của bạn niệm niệm không gián đoạn đều là cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì bạn làm sao có lỗi lầm? Đã không còn có lỗi lầm thì cũng không cần giới luật. Không phải nói không cần, vì bạn tu giới luật đã đầy đủ. Có cần tu từng điều hay không? Chính bởi vì chúng ta có gián đoạn, có nổi dậy vọng tưởng, nên không chuyên chú. Không chuyên chú thì tu trợ hạnh rất quan trọng. Nhất định phải dùng cái phương pháp này để giúp cho chúng ta dần dần phụ trợ cho chúng ta đạt đến chánh hạnh.
Phụ trợ là gì? Là giúp thêm cho chúng ta chánh tu, là giúp thêm cho chúng ta hướng đến chánh hạnh. Những lời dạy trong kinh Vô Lượng Thọ và Tam Phước Cửu Phẩm để tu chánh hạnh, những kinh điển khác thì không có nói. Những kinh điển khác dạy tạp tu thì rất khó được vãng sanh. Đó là nói dụng tâm thường gián đoạn. Tuy nhiên có thể hồi hướng thì được vãng sanh, gọi là chúng sanh tạp sớ chi hạnh giả. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ minh bạch điều này. Kế tiếp là tổng kết cố danh thâm tâm. Thâm tâm thì xin giảng đến đây. Lại xem tiếp câu thứ ba là giải thích hồi hướng phát nguyện tâm. Thâm tâm là hoàn toàn thuộc về tự lợi, tức là chí thành tâm, tự thọ dụng, gọi chung là tự lợi tự thọ dụng. Hồi hướng phát nguyện tâm là chí thành tâm thọ dụng của lợi ích chúng sanh, chúng ta gọi là tha thọ dụng. Nghĩa là xử sự, đối người tiếp vật như thế nào, đó là hồi hướng phát nguyện tâm. Ngôn hồi hướng phát nguyện tâm giả, quá khứ cập dĩ kim sanh, thân khẩu ý nghiệp, sở tu thế xúc thế thiện căn, cập tùy hỷ tha nhất thiết phàm thánh, thân khẩu ý nghiệp, sở tu thế xúc thế thiện căn, dĩ thử tự tha sở tu thiện căn, tất dài chân thật thâm tính tâm trung, hồi hướng nguyện sanh bị quốc, cố danh hồi hướng phát nguyện tâm giả. Trong nội dung của đoạn văn này đã bao hàm ý nghĩa vô tận sâu rộng. Chúng ta phải chú tâm mà thể hội, hết lòng mà học tập. Quá khứ là nói trong đời quá khứ, kim sanh là nói trong đời này. Đó là một cách giải thích. Cách giải thích thứ hai đều là nói hiện tại đời này. Quá khứ là nói ngày hôm qua, là nói những ngày đã qua. Kim sanh là ngày hôm nay tạo tác. Đây cũng là một cách giải thích. Còn ở chỗ này thật sự giải thích như thế nào? Hai cách giải thích đó đều đúng cả. Thân khẩu ý của chúng ta đã tạo tác, chúng ta đã tạo tác ác nghiệp, dĩ nhiên là không thể được vãng sanh. Tây phương cực lạc thế giới là cõi thuần thiện không ác, làm sao có thể được vãng sanh? Trong quá khứ và hiện tại, chúng ta đã tu thiện căn của pháp thế gian và tu thiện căn của pháp xuất thế gian.
Tu thiện căn cửa pháp thế gian, nói một cách dễ hiểu tức là làm sự nghiệp lợi ích cho tất cả chúng sanh, gọi là tu thiện căn của pháp thế gian. Những vị lão đồng tu học Phật của chúng ta thời gian dài tiếp nhận hung đúc Phật pháp, biết rõ trần tướng của vũ trụ nhân sanh là một hiện tượng nhân quả tuần hoàn. Vì sao nói là nhân quả tuần hoàn? Vì trong nhân có quả, trong quả có nhân, gọi là nhân trung hữu quả, quả trung hữu nhân. Bao gồm cả thập pháp giới cũng không ra khỏi nhân quả. Trồng thiện nhân nhất định được thiện quả, tạo ác nhân nhất định có ác báo. Cổ đức thường nói, không phải không báo, vì ngày giờ chưa đến. Vì sao? Nhân lại biến thành quả, vì bên trong phải có cái duyên. Sao gọi là ngày giờ chưa đến? Vì họ chưa gặp được duyên. Khi gặp được duyên thì quả báo hiện tiền. Bạn tạo tác thiện nhân mà vẫn chưa có thiện báo, đó là thiện duyên của bạn chưa đến. Khi gặp được thiện duyên thì quả báo của thiện nhân sẽ hiện tiền. Bạn tạo tác tội nghiệp mà vẫn chưa có ác báo, đó là cái duyên của bạn chưa thành thục. Khi gặp được duyên thì nhất định có quả báo. Cho nên không phải không báo vì ngày giờ chưa đến. Vả lại, nhân quả thông ba đời. Nếu đời này chưa báo thì có lẽ báo đời sau. Nếu đời sau chưa báo thì nhất định báo đời sau nữa. Bậc Bồ Tát đối với luật nhân quả, các ngài biết rất rõ ràng, rất minh bạch. Cho nên trong kinh thường nói, chúng sanh sợ quả, Bồ Tát sợ nhân. Quý là lo sợ, kinh sợ. Khi quả báo hiện tiền thì lo sợ. Họ lo sợ cũng vô ích, cũng không thể tránh khỏi, vẫn phải bị trừng phạt. Bậc Bồ Tát không sợ quả, nhưng sợ nhân. Vì vậy các ngài khởi tâm động niệm tạo tác tất cả, các ngài rất chú ý và cẩn thận. Các ngài hiểu được, nếu ta tạo tác ác nghiệp thì tương lai nhất định phải chịu quả báo. Đó là chân lý của trong vũ trụ. Bạn muốn hỏi thập pháp giới do đâu mà có, là do nhân quả tuần hoàn biến hiện ra. Do đây mới biết chúng ta nhất định phải tu thiện. Chúng ta tuyệt đối không nên tạo tác tất cả ác nghiệp. Không nên tạo ác nghiệp. Vì sao vẫn còn tạo ác nghiệp? Là vì mê hoặc điên đảo. Nếu họ không mê hoặc không điên đảo thì họ làm sao tạo ác nghiệp? Đặc biệt là chúng sanh trong lục đạo. Chúng sanh trong lục đạo rất đáng thương. Sống trong lục đạo rất khó giác ngộ. Đời này họ bị mê hoặc còn nặng hơn đời trước.
Không thể nói rằng đời này ta bị mê hoặc, đời sau thì không còn bị mê hoặc nữa. Không có đạo lý như vậy. Đời này mê hoặc nặng hơn đời trước. Tạo nghiệp cũng vậy, đời này tạo nặng hơn đời trước. Còn đọa xuống cũng như vậy, đời này đọa xuống sâu hơn đời trước. Đến lúc nào mới có thể ra khỏi? Rất khó, thật là rất khó. Này chúng ta đã hiểu rõ chân tướng sự thật. Đối với ân đức lời dạy của chư Phật Bồ Tát, trong tâm chúng ta mới nghĩ đến ân đức của chư Phật Bồ Tát thật là quá lớn lao. Chúng ta thử nghĩ xem, trong đời này nếu không gặp được Phật Pháp khai thị chỉ dẫn cho chúng ta, thì chúng ta làm sao biết được chân tướng sự thật? Ác niệm ác hạnh của chúng ta nhất định là tiếp tục không ngừng tăng trưởng. Tương lai chịu khổ báo thì đáng sợ. Sau khi gặp được Phật Pháp, thời gian dài huân tập dần dần đã hiểu rõ, dần dần đã tiếp nhận, thì mới chịu hoàn toàn cải chính, mới chịu đoạn ác tu thiện, mới chịu xả bỏ tự tư tự lợi, đi giúp đỡ cho tất cả chúng sanh. Dần dần hiểu rõ chân tướng sự thật, mới biết rõ sự lợi hại được mất, biết rõ cái gì gọi là thiện ác. Trong tất cả thiện pháp giúp cho người khác giác ngộ là pháp thiện nhất. Không có cái thiện nào hơn cái thiện này. Giúp cho người khác giác ngộ chân tướng sự thật, thiện căn của xuất thế gian cũng không ngoài cái thiện pháp này. Mà đệ nhất thiện căn của xuất thế gian tức là chuyên tu chuyên hoằng, pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh. Đó là đệ nhất thiện căn của xuất thế gian. Cập tùy hỷ tha nhất thiết phàm thánh. Phần trước đã nói, tự mình tu thiện căn của thế gian và xuất thế gian. Ngoại trừ tự mình tu, chúng ta còn phải tùy hỷ thiện căn của nhân thiên, thanh văn duyên giác và Bồ Tát. Tam nghiệp thân khẩu ý là tu thiện căn của thế gian và xuất thế gian. Còn bậc thánh nhân tu thiện căn của thế gian tức là các ngài ở trong lục đạo giáo hóa chúng sanh. Các ngài dùng rất nhiều cách thiện xảo phương tiện, đó là tu thiện căn của thế gian. Những bậc thánh nhân xuất thế gian này, các ngài rất cố gắng tu học để đạt đến vô thượng bồ đề. Đó là các ngài tu thiện căn của xuất thế gian.
dĩ thử tự tha sở tu thiện căn, tức là tự mình tu thiện căn cũng tùy hỷ người khác tu thiện căn. Giai tất chân thật tính tâm chung, nghĩa là chúng ta hồi hướng, quan trọng nhất là cái tâm. Bạn phải dùng chân tâm, dùng thật tâm, tin sâu không hoài nghi. Bạn hồi hướng cho ai? Hồi hướng nguyện sanh cõi cực lạc. Trong đời quá khứ chúng ta đã tu thiện căn, đến đời này cũng tu, cũng tùy hỷ người khác tu thiện căn, chúng ta không cầu gì cả. Không cầu cái gì? Không cầu phước báo của thế gian, không cầu đời sau được phước của nhân thiên, không cầu thông minh trí huệ. Chúng ta không cầu thông minh trí huệ. Chỉ cầu đời sau vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Nếu bạn cầu cái khác thì là xen tạp, tâm của bạn không chuyên tu. Chúng ta không cầu trí huệ đức năng. Thì tâm của bạn mới chuyên, thì niệm mới nhất. Nhất tâm chuyên niệm thì chắc chắn được vãng sanh. Tu hành mà đạt đến cảnh giới này thì gọi là chân chánh công phu, thật sự có đạo lực. Nếu bạn muốn giúp những người quá cố, thân nhân quyến thuộc của trong nhà bạn, hoặc giúp cho quan thân trái chủ, chỉ cần tâm của bạn đồng ý thì đã siêu độ cho họ rồi. Chúng tôi đọc trong quyển Ảnh Trần Hồi Ức Lục của tự truyện của Pháp Sư Đạm Hư, bên trong có nói một câu chuyện siêu độ. Đây là chuyện có thật. Trước khi Pháp Sư Đạm Hư chưa xuất gia, ngài cùng với một người bạn hùng vốn hợp tác với nhau mở một tiệm thuốc bắc. Có một ngày vào buổi trưa, ngài cùng với người bạn họ Lưu đều ngồi ở trong tiệm thuốc bắc. Lúc đó ông Lưu ngồi ở quầy hàng ngủ gục. Ông Lưu cũng là chuyên đọc kinh Lăng Nghiêm. Ông đã đọc kinh Lăng Nghiêm vài năm, tâm ông rất chân thành đọc kinh. Lúc đó trong giấc ngủ thì ông thấy cảnh giới hiện ra. Ông nhìn thấy có hai người đến tiệm thuốc để tìm ông. Trong giấc ngủ, trong giấc mộng, ông nhìn thấy hai người là hai người quan gia trái chủ. Trong tâm ông đã biết rõ hai người này đã chết rồi, có lẽ là hồn ma đến tìm ta. Nếu họ tìm ta thì là rất phiền phức. Lúc ấy ông rất lo sợ, nhưng khi nhìn thấy thái độ của hai người này cũng không có ác ý. Họ đến trước mặt ông thì ông bèn hỏi họ: các ông đến đây để làm gì?
thì họ nói chúng tôi đến cầu Ngài siêu độ cho. Khi ông vừa nghe họ nói thì trong lòng bình tĩnh, thì ra họ không phải đến tìm phiền phức mà là đến tìm ta để siêu độ cho họ. Thì ông liền hỏi họ, ông nói tôi phải làm thế nào để siêu độ cho các ông. Họ nói chỉ cần Ngài đồng ý thì được rồi. Thì ông nói được, tôi đồng ý. Thì ông nhìn thấy hai hồn ma đạp chân đạp lên trên gối của ông và bước lên vai của ông, thì họ đã sanh lên cõi trời. Đó là ông gật đầu đồng ý, thì họ đã siêu độ, thì ông đã siêu độ cho họ rồi. Sau khi hai hồn ma đã sanh lên cõi trời thì lại có hai người khác đến, một người là vợ của ông đã qua đời, còn một người là đứa con trai của ông đã chết. Hai người này đến trước mặt ông cũng là cầu ông siêu độ cho họ, ông cũng gật đầu đồng ý, thì hai người này cũng được sanh lên cõi trời. Đề mục của đoạn văn đó gọi là tám năm chí thành đọc Lăng Nghiêm. Công phu đọc kinh Lăng Nghiêm 8 năm, tâm ông đọc kinh rất chuyên rất thành, thì quan gia trái chủ và những hồn ma thân nhân quyến thuộc đến tìm ông siêu độ cho họ. Ông không cần làm Phật sự, cũng không cần tụng kinh, chỉ cần ông gật đầu đồng ý thì được rồi. Vì ông thật sự có đạo hạnh như vậy, ông có công lực như vậy. Nếu không có công phu như vậy, cho dù nghi thức tụng niệm cầu siêu có hay đi nữa cũng là vô dụng, không thể siêu độ cho những quan gia trái chủ của mình. Cho nên trong tâm phải tin sâu chân thật. Câu này là then chốt rất quan trọng. Hữu hồi hướng phát nguyện, nguyện sanh giả, tức là những người phát nguyện hồi hướng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, tất tu quyết định chân thật tâm trung hồi hướng, nguyện tác đắc sanh tưởng. Câu này là bước khẩn yếu, rất quan trọng. Tất tu là cần phải, là một ngữ khí chắc như đinh đóng cột, vô cùng khẳng định, khiến cho chúng ta không còn do dự chút nào. Tức là bạn nhất định phải phát nguyện cầu vãng sanh, bạn phải dùng tâm chân thật hồi hướng, cũng tức là dùng chân tâm cầu sanh tịnh độ. Vả lại phải có lòng tin chân thật, tự mình quyết định được sanh tịnh độ. Phải, bạn phải có lòng tin kiên cố như vậy và nguyện vọng kiên định như vậy, không có hoài nghi chút nào. Thử tâm thầm tính do nhược kim cương. Câu này là tỷ dụ. Lòng tin kiên cố giống như kim cương vậy. Dùng kim cương để làm tỷ dụ. Vào thời xưa, trong số kim loại kiên cố nhất, rắn chắc nhất là kim cương. Kim cương có thể phá hoại tất cả binh khí. Tất cả binh khí không thể phá hoại kim cương. Cho nên dùng kim cương để làm tỷ dụ cho lòng tin kiên cố. Bất vi nhất thiết dị kiến, dị học, biệt giải, biệt hạnh, nhân đẳng, chi sở động họa loạn phá hoại. Cũng như những người học Phật,
Mọi người tu học theo tông phái khác nhau, y cứ theo phương pháp kinh luận khác nhau. Nếu là một người chân thật tu học, họ không dễ gì thay đổi. Dù có gặp được pháp môn khác, họ cũng rất cung kính, họ cũng không bao giờ có ý kiến. Họ sẽ khen ngợi người khác, tự mình rất khiêm nhượng. Còn những người hiểu lơ mơ, tự mình chấp trước, giỏi hơn người khác, nếu họ tu hành có được một tí công phu thì họ tự nghĩ mình rất phi thường. Có được một tí công phu, có được một tí thành tựu thì họ càng tăng trưởng cống cao ngã mạn. Cho nên họ liền sanh ra kiến giải khác. Và tu học khác, chẳng những kiến giải của họ khác với pháp môn kinh điển tông phái của mình, thậm chí cũng trái với lời dạy nguyên lý nguyên tắc của chư Phật Bồ Tát. Cho nên gọi là tri kiến bất viên, giải hạnh thiên lậu, tức là tri kiến sai lầm, giải hạnh trái ngược. Những hạng người này, hoặc là họ dùng lời nói, hoặc là họ dùng mọi thứ phương pháp để cản trở bạn, hy vọng bạn xả bỏ phương pháp tu học của bạn để theo họ tu học, cũng tức là họ đến phá hoại, lay động lòng tin của bạn, phá hoại sự tu học của bạn. Nếu bạn không có lòng tin kiên cố, hiện nay cái xã hội này chúng tôi thường hay gặp phải, cho dù chúng tôi tại trong những buổi giảng cũng tránh không khỏi xảy ra chuyện này. Có một năm tôi tại trong buổi giảng Phật học ở trường Đại học Đài Loan, tôi khai giảng một môn học, hình như là cảm ứng thiên. Mọi người đều biết cảm ứng thiên là không phải kinh điển của Phật giáo. Tôi khai giảng môn học này cho sinh viên đại học. Có một lần, sau khi tôi giảng bài xong, đang ở trong phòng nghỉ ngơi để uống trà, lúc ấy có vị pháp sư đến. Vị pháp sư này rất nghiêm chỉnh quở trách tôi một trận. Pháp sư nói: ông giảng kinh cũng rất giỏi, ông là pháp sư giảng kinh, vì sao ông không giảng kinh Phật mà lại giảng kinh sách của ngoại đạo? Vị pháp sư này dạy tôi một trận. Tôi trả lời: tôi không có giảng kinh sách của ngoại đạo. Pháp sư hỏi: cảm ứng thiên không phải là sách của ngoại đạo hay sao? Lúc ấy tôi liền hiểu rõ, thì ra pháp sư chỉ trích tôi điểm này. Tôi trả lời: cảm ứng thiên tuy là không phải kinh Phật, nhưng nó là pháp ấn của Phật ấn định, thì cũng như kinh Phật. Pháp sư hỏi: là pháp ấn gì? Tôi trả lời:
không tạo những việc ác, nên làm các điều lành, tự tu ý thanh tịnh, đó là chư Phật dạy. Đây có phải là pháp ấn hay không? Vị pháp sư này nghe xong, mặt liền đỏ ửng, quay đầu bỏ đi. Phật pháp rất là thông thoáng, không nhất định đều là phải y theo lời Phật thuyết pháp. Bất cứ người nào thuyết pháp cũng được, chỉ cần phù hợp tiêu chuẩn của Phật. Trong cảm ứng thiên có phải là dạy không tạo những việc ác nên làm các điều lành phải không? Là phải. Vậy thì đúng rồi, đó là pháp ấn của Phật. Pháp ấn của Phật tức là kinh Phật. Không nên sanh ra kiến giải khác, tu học khác. Thật tại mà nói, Hoằng Dương Phật pháp giảng giải cảm ứng thiên không phải là tôi mở đầu, mà là do Đại sư Ấn Quang khởi đầu. Tôi chẳng qua là noi theo Ngài học tập mà thôi, là do Ngài khởi đầu đề xướng. Trước kia, lúc Ngài còn ở núi Phổ Đà, huyện Định Hải, ông tri huyện của huyện Định Hải thỉnh Ngài đến Định Hải để hoằng pháp. Tự Ngài không đi, nhưng Ngài phái người khác đi. Người đó đến Định Hải giảng pháp gì? Là giảng Văn Xương Đế Quân Âm Trắc Văn, cũng là sách của Đạo giáo. Cho thấy Lão Hòa Thượng có huệ nhãn. Ngài muốn cứu độ chúng sanh là phải giảng Phật học sơ cấp nhất, tức là dạy cho họ biết tin sâu nhân quả, đoạn ác tu thiện. Quyển sách này tuy là không phải Phật học, nhưng nó là nền tảng của Phật học. Cũng như cấp nhà vậy, tuy không phải là nhà, nhưng nó là nền móng. Nếu nền móng đắp không vững, thì bạn làm sao có thể cất nhà? Cho nên, chúng ta nghĩ đến lời dạy, lòng từ bi của Đại sư Ấn Quang. Ngài thật sự có trí huệ, có thiện xảo phương tiện. Những người học thức nông cạn, làm sao có thể hiểu rõ được? Duy thị quyết định nhất tâm, đầu chánh trực tiến. Những người thật sự phát Bồ Đề tâm thì họ có trí huệ chân thật, quyết định nhất tâm, đầu chánh trực tiến, tức là chúng ta thường nói dũng mãnh tinh tấn, một phương hướng, một mục tiêu. Bất đắc văn bị nhân ngữ, tức hữu tiếng thối. Nghĩa là chúng ta tuyệt đối không thể nghe người ta nói vài câu thì tự mình trong tâm thối chuyển, thì tự mình trong lòng hoài nghi, tâm sanh khiếp nhược. Hồi cố lạc đạo, tức thất vãng sanh chi đại ích giả. Hồi là hồi đầu, cố là hoài nghi không nhất định, do dự không quyết định. Khi nghe người ta nói vài câu thì tự mình trong lòng hoài nghi. Lạc đạo tức là thối chuyển. Thì tự mình bị thiệt thòi, không phải người khác. Vả lại tổn thất sự lợi ích thật là quá lớn.
trong đời này đã mất đi cơ duyên vãng sanh. Thật là rất đáng tiếc. Một cơ duyên vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta đọc trong Đại Kinh, có rất nhiều vị Bồ Tát luôn luôn mong cầu sanh về cõi Cực Lạc mà vẫn cầu không được. Ngày nay chúng ta bỏ mất cơ duyên, bạn nói quán trách ai? Tuyệt đối không quán trách những người tu học có kiến giải cố chấp, không nên quán trách họ, là quán trách lòng tin của mình không kiên định. Không nên quán trách người khác. Cho nên tự mình phải hiểu rõ, phải biết rõ chân tướng sự thật, tự mình phải làm chủ được, tuyệt đối không bị bất cứ người nào làm ảnh hưởng. Bất luận là tự mình tu hành, bất luận là giáo hóa chúng sanh, tức là chúng ta đem pháp môn này, đem kinh luận của Tịnh Độ giới thiệu cho người khác, tiến cử cho người khác, tuyệt đối không bị ảnh hưởng của ngoại cảnh. Hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây.